Nguyễn Vũ xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Vậy là chúng ta đã tìm ra được chủ nhân đầu tiên của giải 20 triệu đồng của Rinh Quà cùng danh hài đất Việt. Còn bây giờ thì hãy cùng Nguyễn Vũ đến với Bến Lức Long An để trao giải 20 triệu đồng nhé. Xin mời. Hỏi đi anh, ở Long An 10.000 ký giòn ngọt luôn anh. Mới hay ra đó. Ngon thiệt không? Dạ ngon thiệt. Chị biết cái nhà ở đây, nhà nào chị nào tên Thanh không? Dạ em tên Thanh. Thanh á, chị gì Thanh? Dạ Quỳnh Ngọc Thanh anh. Có chi không anh? Nếu mà giờ em mua hết này 20 triệu chị chịu không? Dạ càng mừng luôn, em mừng luôn á. Thiệt không? Như đây mà 20 triệu là em bán liền luôn. Bán liền. Bây giờ không cần bán nữa mà tặng luôn 20 triệu thì sao? Dạ cho hết luôn anh, cho hết anh hai đổ ổi luôn, cho hết anh luôn một đống ổi đó luôn đó chứ em là trời ơi sao giống anh Nguyễn Vũ vậy? Đó, đó. Anh vô bữa em coi trên đài Vĩnh Long một á, trong cái tuồng đã không yêu thì thôi phải không anh? Trời, đóng vai hôm bữa chị coi đó, chị có nhắn tin không? Em nhắn tin là ba tin nhắn luôn, ba cái vở tuồng đó là em thích hết ba, là em nhắn tin tới ba cái luôn. Mà chị có thiệt là tên Thanh không? Dạ phải, em tên Thanh á. Em có giấy chứng minh hộ khẩu luôn kìa. Đợi chị Vũ coi cái đi. Quỳnh Ngọc Thanh là chị đúng không? Dạ dạ. Rồi địa chỉ ra đúng không nha? Dạ. Đường Phan Văn Mãn, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An. Dạ. Đúng rồi. Chị có 20 triệu thiệt á, chị thấy sao? À, em quá mừng luôn. Bây giờ mình đi vô trong nhà đi. Dạ, dạ, mời anh Vũ vô nhà. Chị nói là chị nhắn ba tin nhắn một lúc. Thì bây giờ chỉ cần ba tin nhắn thôi là bây giờ trong tay của chị là có 20 triệu đồng rồi. Bây giờ ha, bây giờ đếm tiền nha. Dạ, đếm tiền nha. Dạ. Em đưa đá anh Vũ ra chị nè. Dạ, Vũ giao nè. Dạ, 1 triệu. Dạ. Rồi của chị 10 triệu, dạ, còn của Vũ 10 triệu. Sao cũng được hết. Sao được, sao được. Của chị là của chị, sao là sao cũng được. Nè, tiếp theo là 11, 20. Vậy là tổng cộng 20 triệu đồng gửi cho chị. Cảm ơn tao gì nha. Em cảm ơn anh Nguyễn Vũ nhiều. Vỗ tay luôn, cảm ơn mừng đi. Ok, mà giờ Vũ hỏi thiệt này nha. Dạ. Khi mà trúng quà của chương trình Rinh Quà cùng là danh hài đất Việt á, dạ, thì chị có nhắn tin nữa không? Dạ có nhắn chứ đâu phải mình trúng lần tao biết đâu mình hên nữa sao. Hên nữa. Ê gửi anh mấy anh ăn anh chị ăn lấy thảo nha. Thật ra lấy mất cỡ không chết luôn. Dạ có gì đâu lấy mất cỡ. Dạ dạ cảm ơn, bye bye anh. Dạ.